Tháng này mình định săn có tiếc mà thất bại không? Mưa từ tối hôm qua tới giờ luôn. Mình đoán chừng nhiệt độ chắc xuống chắc khoảng 17 trở xuống rồi đó. Rất là lạnh luôn. Nãy mới vừa ra khỏi lều mà chịu không nổi luôn rồi, phải vô liền. Giờ chắc là chỉ ở hơi tầm đã rồi, tính tiếp chứ giờ không ra ngoài nổi các bạn. Giờ dẫn bà bọn mình chuẩn bị trứng để luộc ăn nha. Bữa sáng thì gồm có xúc xích, trứng, cà phê nè, mì, kim chi, đậu. Tươi cái coi. Tình hình mưa cái này không biết sao xuống luôn. Bọn mình lên quả đồi này không có đường lên, là lên ngang đường luôn á. Mưa dày là đường trơn rồi. Xuống kiểu này khá là ghê đây. Ngoài cỏ nó cũng bắt đầu đóng thành cỏ tuyết luôn rồi nè. Bây giờ mình quay sơ toàn cảnh ở đây cho các bạn coi nha. Cỏ tuyết cũng lên rồi mà đồng thời mưa cũng lên luôn, mưa sắp mặt luôn đó. Bọn mình qua là lên đường này nè, dốc dữ lắm. Rồi giờ mưa vậy không biết lát làm sao mà xuống được đây. Ngon vậy, nghi muốn mặn ha. Mặn uống cà phê à? Không. Bạn kêu mặn chứ. Cái này mà có nắng mà nó chiếu xuống cái cây xà đẹp lắm.
thôi mình lên Đà Lạt đi. Đó ăn cao. Cái xúc xích ngon dữ vậy. Xúc xích là loại ăn ngon. Không biết, hôm nay ăn thấy rất ngon. Lại đói á. Thôi qua vậy đó. Thấy không bình thường. Thôi tự nhiên ăn xúc xích không thấy ngon được vậy không?